Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. David điểm dân sự đi theo mình, rồi đặt ở trước đầu chúng những trưởng của ngàn người, trưởng của trăm người. Người chia dân ra làm ba toán, khiến Joab lãnh một toán, Abishai con của Seruya em của Joab lãnh một toán, còn Itai người Gát lãnh một toán. Đoạn, vua nói cùng dân sự rằng: "Hẳn ta cũng sẽ đi ra với các ngươi." Nhưng dân sự thưa rằng: "Vua chớ đến, vì nếu chúng tôi chạy trốn, thù nghịch sẽ không lấy làm hệ trọng gì. Và dẫu đến đổi phân nửa chúng tôi có chết đi thì chúng nó cũng không chú ý đến. Còn vua, vua bằng một vạn chúng tôi. Vậy thà vua ở trong thành trực sẵn tiếp cứu chúng tôi thì hơn." Vua tiếp rằng: "Ta sẽ làm điều chi các ngươi lấy làm phải." Vậy người đứng tại cửa thành, trong khi dân sự kéo đi từng toán trăm và ngàn. Vua truyền lệnh này cho Joab, Abishai và Itai mà rằng: "Hãy vì cớ ta dung cho Absalom trai trẻ." Cả dân đều nghe lời vua căn dặn cho các trưởng vì Absalom. Dân sự kéo ra đồng đón quân Israel giao chiến tại trong rừng Ephraim. Đạo quân Israel bị các tôi tớ của David đánh bại. Thật ấy là một trận thua lớn. Trong ngày đó chết mất 2 vạn người. Chiến tranh lan khắp miền. Và trong ngày đó có nhiều người chết mất trong rừng hơn là chết ở dưới lưỡi gươm. Các tôi tớ của David gặp Absalom cởi một con la. Con la lủi vào dưới nhành xỏ rế của cây thông lớn. Đầu Absalom phải vướng trong nhành và người bị treo giữa khoảng trời đất. Còn con la chở người thì thoát đi khỏi. Có người thấy điều đó đến nói cùng Joab rằng: "Tôi đã thấy Absalom bị treo trên cây thông." Joab đáp cùng người rằng: "Chi, ngươi có thấy hắn ư? Vậy sao chẳng giết hắn tại chỗ đi? Nhược bằng có giết, ta sẵn lòng thưởng ngươi 10 miếng bạc và một cái đai lưng." Nhưng người ấy thưa rằng: "Dẫu tôi nắm trong tay 1.000 miếng bạc, cũng chẳng dám tra tay vào vương tử, vì chúng tôi có nghe vua biểu dặn ông Abishai và Itai rằng: khá giữ lấy, chớ đụng đến chàng Absalom trai trẻ. Vả lại, nếu tôi lấy lòng bất trung mà giết người, thì chẳng có thể nào giấu được vua. Chắc chính ông làm người cáo tôi." Joab đáp: "Ta chẳng thèm nán ở đây mà nghe ngươi." Người bèn lấy 3 cây giáo đâm vào trái tim của Absalom đang còn sống ở giữa cây thông. Đoạn 10 kẻ trai trẻ vác binh khí của Joab vây quanh Absalom, đánh và giết người đi. Kế đó Joab thổi kèn, dân sự thôi đuổi theo quân Israel bởi vì Joab cản chúng. Người ta lấy thây Absalom ném vào trong một cái hố lớn ở giữa rừng, rồi chất đá lên trên người thành một đống lớn. Hết thảy mọi người Israel đều chạy trốn về trại mình. Absalom lúc còn sống có sai dựng một cái bia ở trong trũng vua, vì người nói rằng: "Ta không có con trai đặng lưu danh ta." Rồi người lấy danh mình đặt cho cái bia đó. Đến ngày nay, người ta hãy còn gọi là bia Absalom. Ahimác, con trai của Sa-đốc, nói cùng Joab rằng: "Xin cho phép tôi chạy đem cho vua tin lành này rằng Đức Giê-hô-va đã xử công bình và giải cứu người khỏi kẻ thù nghịch mình." Joab đáp: "Ngày nay, ngươi sẽ chẳng làm kẻ đem tin lành. Một ngày khác ngươi sẽ làm. Ngày nay cái tin chẳng được lành, vì vương tử đã chết." Joab bèn nói cùng Cushi rằng: "Hãy đi thuật cho vua điều ngươi đã thấy." Cushi lại Joab rồi chạy đi. Ahimác, con trai của Sa-đốc, lại nói cùng Joab rằng: "Mặc dầu xảy đến điều chi, hãy để cho tôi chạy theo sau Cushi." Joab tiếp: "Hỡi con, cớ sao con muốn chạy đi? Việc báo tin này sẽ chẳng thưởng gì cho con." Người thưa: "Mặc dầu tôi muốn chạy đi."
Joab nói cùng người rằng, hãy chạy đi. Vậy Ahimác chạy qua đồng bằng và bươn tới trước Cushi. David ngồi ở giữa hai cái cửa thành, còn quân canh trèo lên đỉnh lầu cửa thành. Ở trên vách tường, ngước mắt lên, nhìn thấy có một người chạy ên. Quân canh la lên và tâu cho vua biết. Vua nói, nếu hắn một mình, chắc đem tin lành. Người chạy mãi và đi đến gần. Đoạn quân canh thấy một người khác cũng chạy, bèn la với người giữ cửa mà rằng, kìa, lại có một người chạy ên. Vua nói, hắn cũng đem tin lành. Quân canh tiếp, thấy người chạy đầu giống dạng Ahimác, con trai của Sa-đốc. Vua nói, ấy là một người tử tế, người chắc đem tin lành. Ahimác bèn kêu lên và tâu cùng vua rằng, mọi sự may mắn. Rồi người sắp mình xuống trước mặt vua và tâu rằng, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đã giải cứu vua khỏi những kẻ đã phản nghịch cùng vua chúa tôi. Nhưng vua hỏi rằng, chàng Áp-sa-lôm trai trẻ được bình an vô hại chăng? Ahimác thưa rằng, khi Giô-áp sai kẻ tôi tớ vua và chính tôi đi, thì tôi thấy có sự ồn ào dữ dội dấy lên, nhưng tôi chẳng biết là chi. Vua phán cùng người rằng, hãy lui ra và đứng tại đó. Người bèn lui ra và chờ. Cushi bèn đến và tâu rằng, này là một tin lành cho vua chúa tôi. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã xử công bình cho vua và giải cứu vua khỏi các kẻ dấy lên phản nghịch cùng vua. Vua nói cùng Cushi rằng, chàng Áp-sa-lôm trai trẻ được bình an vô hại chăng? Cushi đáp, nguyện các kẻ thù nghịch vua chúa tôi và hết thảy những người nào phản nghịch đặng hại vua bị đồng số phận với người trai trẻ ấy. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói rằng, ôi, Áp-sa-lôm con trai ta, Áp-sa-lôm con trai ta, con trai ta. Ước chi, chính ta chết thế cho con. Ôi, Áp-sa-lôm con trai ta, con trai ta. Chương 19. Người ta đến nói cùng Giô-áp rằng, kìa, vua khóc và than tiếc Áp-sa-lôm. Ấy vậy, chính trong ngày đó sự thắng trận bèn đổi ra sự thảm sầu cho cả dân sự, vì dân sự đã nghe nói rằng vua rất buồn bực về sự chết của con vua. Nên nổi trong ngày đó, dân sự lén trở vào thành, dường như một đạo binh mắc cỡ vì đã trốn khỏi chiến trận. Vua trùm mặt, la lớn tiếng lên rằng, ôi Áp-sa-lôm con trai ta, ôi Áp-sa-lôm con trai ta, con trai ta. Giô-áp bèn vào nhà vua và nói rằng, ngày nay vua làm hổ mặt các kẻ tôi tớ vua, là những người chính ngày nay đã cứu mạng sống của vua, của các con trai và các con gái vua, luôn đến cứu mạng sống của các vợ và hầu vua nữa. Vậy vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua, vì vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng và các tôi tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rày tôi biết rõ ràng, nếu Áp-sa-lôm còn sống và chúng tôi ngày nay đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Thà vua trỗi dậy đi ra nói những lời dục lòng các tôi tớ vua. Vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nếu vua không trường ra thì đêm nay sẽ không còn một người nào ở bên vua, và tai nạn ấy sẽ còn trọng hơn các tai nạn khác đã xảy đến cho vua từ khi thơ ấu tới ngày nay. Bây giờ vua trỗi dậy ngồi tại cửa thành. Người ta cho cả dân sự biết rằng vua đã ngồi tại cửa thành. Cả dân sự bèn kéo đến trước mặt vua. Và Israel ai nấy đều đã chạy trốn nơi trại mình. Trong các chi phái Israel, người ta trách nhau rằng, vua đã giải chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch chúng ta, và người đã cứu chúng ta khỏi tay dân Philistin. Song bây giờ, người phải trốn khỏi xứ vì cớ Áp-sa-lôm. Và Áp-sa-lôm mà chúng ta đã sức dầu cho làm vua chúng ta đã chết trong chiến trận. Vậy bây giờ, nhân sao các ngươi không nói đem vua trở về? Vua David sai nói cùng hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abitha rằng, hãy nói cùng các trưởng lão Giu-đa mà rằng, lời cả Israel nói về việc rước vua về đã thấu đến nơi vua rồi. Vậy, cớ sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về cung người? Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta. Nhân sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về? Cũng hãy nói cùng Amasa rằng,
ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Nếu ngươi không làm tổng binh thế cho Gioáp hằng ở trước mặt ta, thì nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề. Như vậy, David được lòng hết thảy người Giuđa, dường như họ chỉ một người mà thôi. Họ bèn sai nói với vua rằng, xin vua hãy trở về với hết thảy tôi tớ vua. Vậy vua trở về đến tại bờ sông Giô-đanh. Các người Giuđa đi đến đón vua tại Ginh-ganh, đặng đưa vua qua sông Giô-đanh. Shimei, con trai Gera, người Benjamin ở Bahurim, lật đật đi xuống với các người Giuđa đón vua David. 1,000 người Benjamin đều theo người, với Sipba, tôi tớ của nhà Sao-lơ, cùng 15 con trai người và 20 đầy tớ. Chúng qua sông Giô-đanh tại trước mặt vua. Chiếc đò để sẵn cho gia quyến vua cũng qua một lượt. Shimei, con trai của Gera, phục dưới chân vua David, trong khi vua hầu qua sông Giô-đanh. Người nói cùng vua rằng, cầu xin Chúa tôi chớ kể tội ác cho tôi, và đừng nhớ đến sự gian tà mà kẻ tôi tớ vua đã phạm trong ngày vua chúa tôi đi ra khỏi Jerusalem. Xin vua chớ để điều đó vào lòng. Kẻ tôi tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội. Vì vậy, ngày nay, trong cả nhà Joseph, tôi đã đến trước hết đặng xuống đón vua chúa tôi. Nhưng Abishai, con trai Seruya đáp rằng, vậy, người ta há không xử tử Shimei vì cớ đó sao, là kẻ đã rủa xả đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Nhưng David đáp cùng người rằng, hỡi các con trai Seruya, ta có can hệ chi với các ngươi chăng, mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ cừu địch? Trong một ngày như vậy, người ta há có thể sai giết một người trong Israel ư? Ngày nay, có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Israel sao? Đoạn vua nói cùng Shimei rằng, ngươi chẳng chết đâu. Rồi vua lập lời thề với người. Mephibosheth, con trai của Saul-lơ, cũng đi xuống đón vua. Người không có rửa chân, chải râu hay là giặt áo mình từ lúc vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an vô sự. Khi người ở Jerusalem đến đón vua, thì David hỏi người rằng, hỡi Mephibosheth, sao ngươi không đến cùng ta? Người thưa rằng, ôi vua chúa tôi, thằng tôi tớ tôi có đánh lừa tôi. Thật tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng lừa, rồi cởi nó đặng đi theo vua, vì tôi tớ của vua là què. Người ta có cáo gian tôi ở nơi vua chúa tôi. Nhưng vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy đãi tôi theo ý vua lấy làm tốt, vì các người của nhà cha tôi trước mặt vua chúa tôi chỉ đáng chết mà thôi. Dầu vậy, vua đã để tôi và số người ăn nơi bàn vua. Thế thì tôi nào còn lẽ gì mà phàn nàn cùng vua? Vua nói cùng người rằng, sao còn nói về việc mình làm chi? Ta đã nói rằng ngươi và Sipba hãy chia lấy đất. Mephibosheth thưa lại rằng, Sipba lấy hết cũng được, bởi vì vua chúa tôi đã trở về nhà mình bình an vô sự. Bác-si-lai ở Gala-át cũng từ Rogelim xuống và qua sông Giô-đanh với vua, đặng đưa vua đến bên kia sông. Người đã già quá, được 80 tuổi, có cung cấp lương thực cho vua, trọn lúc vua ở tại Mahanaim, vì người có nhiều của cải lắm. Vua nói với Bác-si-lai rằng, hãy qua sông Giô-đanh với ta, ta sẽ bao bọc cho ngươi ở nhà ta tại Jerusalem. Nhưng Bác-si-lai thưa cùng vua rằng, bây giờ tôi còn bao lâu ngày nữa mà lại cùng vua đi lên Jerusalem? Ngày nay tôi được 80 tuổi, há còn có thể phân biệt điều tốt và điều xấu ư? Kẻ tôi tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật mình ăn và uống. Há lại còn có thể vui nghe người nam nữ ca sướng sao? Kẻ tôi tớ vua sẽ làm bận vua chúa tôi mà làm chi? Kẻ tôi tớ vua sẽ cùng vua đi tới một chút ở bên kia sông Giô-đanh. Cớ sao vua muốn thưởng cho tôi cách giường ấy? Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng này là Kimham, kẻ tôi tớ vua, nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua chúa tôi, rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt. Vua tiếp rằng, Kimham sẽ theo ta, ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Hễ ngươi xin ta điều gì thì ta sẽ nhậm cho. Vậy cả dân sự đều qua sông Giô-đanh, chính mình vua cũng đi nữa.
đoạn vua hôn và chúc phước cho Barzillai, rồi Barzillai trở về xứ sở mình. Từ đó vua đi qua Ginh-ganh, có Kimham, cả dân Juda và hơn phân nửa dân Israel đều theo. Bây giờ hết thảy người Israel đến cùng vua mà hỏi rằng: cớ sao anh em chúng tôi là người Juda có lén đem vua đi đưa sang sông Giô-đanh luôn với người nhà và hết thảy kẻ theo vua? Người Juda đáp lại cùng người Israel rằng: ấy vì vua là đồng tộc cùng chúng ta. Vả lại, cớ sao anh em giận? Chúng ta có ăn nhờ gì của vua chăng? Chúng ta há có lãnh một của gì nơi vua sao? Nhưng người Israel đáp cùng người Juda rằng: chúng ta có 10 phần nơi vua, lại David thuộc về chúng ta hơn là các ngươi. Vậy cớ sao các ngươi không đếm xỉa đến chúng ta? Há chẳng phải chúng ta nói trước đem vua về sao? Những lời nói của người Juda lại còn nặng hơn lời nói của người Israel. Chương 12. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này: hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Kế đó họ sai mấy người thuộc về phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy mấy người ấy đến thưa Ngài rằng: lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng denier. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bèn phán rằng: hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: của Caesar. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại đến gần mà hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Vả có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sau chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người chẳng ai để con lại. Sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em, vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết kinh thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng:
Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Thật, các ngươi lầm to. Bây giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng: thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng: ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này: sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi,
Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.